Xin kính chào quý cô chú anh chị. Tiếp tục series là đi xem đất cùng cô chủ đất. Bây giờ hai cô cháu mệt quá rồi. Bây giờ lời xuống để xem đất luôn rồi. Muốn xỉu luôn. Giờ ngồi trên xe. Bây giờ là cái ở đây là khu Phước nào? Xã Phước Long Thọ. Dạ, xã Đất Đỏ. Dạ, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ. Thì bây giờ hiện tại là ở bên đầu kia, nãy là mình nói là gì? Huyện đội. Đó là cách quốc lộ 55 vô đây khoảng 1000 mét. Dạ. Tới 500 mét. Khoảng 500 mét, tức là từ quốc lộ 55, là quốc lộ 55 là ngay chỗ huyện đội, đi vào đây khoảng tầm 500 mét. Và đây là mảnh đất của cô đây. Đây phun thổ cư đây ạ. Từ một lô là từ ở đây là hai lô cô nhỉ? Đúng rồi. Hai lô là bây giờ là một lô là từ đây, cái từ cái cổng này đúng không? Từ cái đầu cổng này có cái dây thép gai này, và sang đến bên đây là đến chỗ cây trứng cá này là hai lô, này là 20 mét, thì đây là hai lô, mỗi lô là 10 mét, cái là ngang 10, dài 10, 100 mét vuông, phun thổ cư. Và bây giờ là giá bán mỗi lô là 1.4 tỷ. Ở đây cái đường này mình đi ra đâu cho cô nhỉ? Đi đây là thẳng khu đây là công nghiệp Đất Đỏ 1. Khu công nghiệp Đất Đỏ 1. Yeah. Bên cái đất của mình ở trên sổ thì nó sâu vô 10, nhưng mà thực tế nó sâu vô 14 mét. Là đây rồi cô, là cái chỗ này là vô là 10, thực tế ở đây là 14 nhưng mà trên sổ là 10. Dạ, là bây giờ là ở đây là có phun thổ cư hết luôn rồi. Ở trước là ở đây là mấy lô mà cô bán, lô bên kia là cô bán rồi đúng không? Dạ, là vậy là một lô đầu với một lô cuối là bán rồi. Lô mà từ cây trứng cá này qua bên kia là bán rồi này. Và cái lô từ dây thép gai qua bên kia là bán luôn rồi. Và đây còn một lô cặp là 20-20. Thẳng luôn trứng cá luôn là còn đó con. À vậy ạ? Một lô là coi như là từ cây trứng, từ cái vách tường đó tới đây 20 mét. À còn dạ, là hai lô. Là đây, từ vách tường bên này qua đến cái bờ hàng rào bên này là hai lô 10 x 10. À, nếu như mình mua hết nữa luôn thì cứ liên hệ trực tiếp chủ nhà. Đây, chủ nhà ngồi ngay đây. Cũng mệt quá. Em cũng lười xuống luôn. Sáng giờ đi hơi nhiều. Đây là đường từ đất mình đi ra. Chỗ này là bắt đầu là tính là huyện đội chú nhỉ? Đây, cái tầng của huyện đội đây. Bên đây là người ta xây nhà ở đây. Mấy cái nhà máy Thái đẹp. Nhà máy Thái đẹp ghê. Đây là quốc lộ 55. Đây là bắt đầu là tính là huyện đội Đất Đỏ. Mình có thể search huyện đội Đất Đỏ là ra vị trí đất thôi. Đếm ghi cái vị trí ở trên cái bản đồ á, để mọi người bấm vào là được thôi. Là em sẽ để đường link ở phần mô tả và bình luận của video này. Đây, huyện đội đây. À, em sẽ để phần mô tả và bình luận để mọi người bấm vào là mọi người biết cái vị trí ở đây. Đây, ngay huyện đội quân sự Đất Đỏ, đây, ban chỉ huy quân sự Đất Đỏ đây. Ở đấy là hai sổ nhưng mà thực ra mình tách thêm ra, ví dụ là mình có tách ra thành 50-50 cũng được cô nhỉ? Được, vậy nhé. Tại vì là mình lấy mình tách ra, ví dụ này, nếu như mà nhà nhỏ thì mình tách ra là cũng ok. Được. Ví dụ nhà mỗi nhà 50 thôi, mình mua mình tách ra, vậy là tính ra là mỗi nhà khoảng tầm 700 triệu. Mà khu dân cư ở đông đúc mà. Ngay quốc lộ 55 luôn, chắc khu dân cư đông đúc. Dạ, trên này là khu công nghiệp luôn rồi chứ? Khu công nghiệp đó. À, đây à. Đấy, đến khu chuẩn bị đến khu công nghiệp luôn nữa này. Quá tiện luôn. Nếu như quý cô chú anh chị mà quan tâm tới mảnh đất này hoặc là muốn thương lượng về giá cả thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ báo để liên hệ trực tiếp với cô chủ nhà. Là mọi người cứ yên tâm làm việc trực tiếp với chủ. Em xin cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu như mà mọi người quan tâm đến mảnh đất này thì mọi người vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Số điện thoại của em là 0783 368 333. Nếu như mà mọi người ở xa thì có thể liên hệ với em qua Zalo, Viber, WhatsApp đều được ạ. Một lần nữa em xin cảm ơn mọi người đã xem hết video. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để mình xem thêm nhiều bất động sản khác nữa nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.